Dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 21, ngày 22 tháng 2 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rất đậm, rất hại, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 16 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 21, ngày 22 tháng 2 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 16 đến 27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng. Riêng vùng núi có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, tố và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 16 đến 26 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 15 đến 27 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 29 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 26 độ C.